Trần Công Tiến, Tiến sĩ triết học, Giới thiệu, Kênh Tiến Công Trần, Bài 4, Kinh dịch. Tại sao lại có kinh dịch ở đây? Theo truyền thuyết Phục Hy là tác giả đầu tiên của kinh dịch. Phục Hy, còn có tên là Bảo Hy, Thái Hạo, là một trong ba ông vua thời Thái Cổ. Phục Hy đã tạo ra 8 quẻ của kinh dịch. Đây là 8 quẻ đơn. Mỗi quẻ có 3 gạch hay hào âm và dương. Phục Hy sống vào khoảng thế kỷ 43 hay 34 trước Tây Lịch tùy theo truyền thuyết. Văn Vương đã soạn ra quẻ kép. Có 64 quẻ và 64 quẻ này do 8 quẻ đơn chồng lên nhau. Cũng có người nói rằng Phục Hy đã làm ra 64 quẻ kép. 64 quẻ này chỉ là các phù hiệu. Các phù hiệu này không có tên và cũng không có lời giải thích chúng. Nhìn vào 64 quẻ chắc ít ai hiểu được ý nghĩa của nó. Văn Vương là người đặt tên quẻ. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là Văn Vương đã viết những lời, từ, để nói lên ý nghĩa của các quẻ. Những lời này được gọi là thoáng từ thoáng là đoán, thuyết minh, nói lên, chẳng hạn chúng ta có quẻ trời gồm 6 vạch hay hào dương, nhìn vào 6 hào đó, chúng ta có thể tự hỏi, quẻ này muốn nói cái gì? Theo Văn Vương ý nghĩa của quẻ này là trời, nguyên thủy, hội thông, lợi, chính bền. Văn Vương đã viết lời cho cả 64 quẻ, mỗi quẻ có ý nghĩa như Văn Vương đã giải thích. Văn Vương sống vào khoảng năm 1152 đến 1056 trước tây lịch. Còn mỗi hào có ý nghĩa gì không? không lẽ lại vạch ra các vạch một cách bâng cơ sao? Chu Công, cháu của Văn Vương, đặt thêm các lời để nói lên ý nghĩa của 384 tư hào. Những lời này được gọi là hào tử. Chẳng hạn về hào một dương của quẻ trời, Chu Công viết, rồng con ẩn nó, không dùng được. Chu Công sống vào thế kỷ 11 trước Tây Lịch. Kinh dịch như vậy được truyền lại cho chúng ta gồm có phù hiệu của 64 quẻ, tên 64 quẻ, thoán tử của Văn Vương và hào tử của Chu Công cho 64 quẻ đó. Mặc dù đã có lời của Văn Vương và Chu Công xem ra cũng còn cần phải giải thích hơn nữa. Vì thế sau này khổng tử viết thêm 10 cánh chim, thập dực, để giải thích thêm kinh dịch. Dịch kinh như là con chim và khổng tử thêm 10 cánh cho nó. 10 cánh chim được gọi là dịch truyện. Khổng tử sinh năm 551 và qua đời năm 479 trước Tây Lịch. Như vậy kinh dịch gồm dịch kinh và dịch truyện. Xét theo các tác giả của nó, kinh dịch là một trong các tác phẩm xa xưa nhất của nhân loại. Nó bắt đầu từ thở chưa có chữ viết, Phục Hy dùng hình vẽ để diễn tả điều ông muốn nói. Kinh dịch nói gì? Tựa đề của sách là kinh dịch. Dịch là nói về sự thay đổi hay vận hành của một vật hay của vạn vật. Dịch hiểu như thế được các sách về kinh dịch chấp nhận như là đương nhiên đúng. Nói về sự thay đổi hay vận hành của vạn vật, kinh dịch đã trở thành một sách bói. Bói là đoán xem các diễn biến của vạn vật, trong đó có con người, xảy ra như thế nào. Khuynh hướng xem kinh dịch như sách bói khá phổ thông. Chúng ta dễ dàng tìm thấy khuynh hướng này trong các sách về kinh dịch, Kể cả những sách nổi tiếng trên thế giới. Ngày nay phát triển khuynh hướng giải thích kinh dịch như là một tác phẩm tư tưởng. Nhưng dù là một tác phẩm triết học, dịch trong kinh dịch vẫn chỉ sự thay đổi hay vận hành của vạn vật. Quả thật dịch có thể hiểu là sự thay đổi của một vật. Chúng ta nhìn thấy sự thay đổi đó hàng ngày, đông hoa sớm nở tối tàn. Tuy nhiên đạo của con người cũng thay đổi. Tùy từng hoàn cảnh, chúng ta thay đổi cách sống của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy sự thay đổi cách sống của chúng ta từng lúc. Vậy chữ dịch, thay đổi không giúp chúng ta quyết định kinh dịch là sách bàn về sự thay đổi của vạn vật hay của cách sống của con người. Còn về nội dung của sách thì thế nào? Kinh dịch bắt đầu với quẻ trời và quẻ đất. Quẻ trời bắt đầu với thoạt từ, trời, nguyên thủy, hội thông, lợi, chính bền và với thoáng chuyện, một, lớn thay đức nguyên thủy của trời, vạn vật nhờ đó mà khởi đầu, nó gồm tóm mọi vật dưới trời, hai, mây bay, mưa tới, mọi vật hoàn thành hình thể của chúng. Vạn vật đều ở trong khuôn khổ của trời và đất. Chúng sinh ra, lớn lên và tàn phai trong khuôn khổ của trời và đất. Trời và đất đóng góp vào hay làm nên sự sinh ra, lớn lên và tàn phai của vạn vật. Độc, nguyên thủy, hội thông, lợi, chính bền và mây bay, mưa tới, mọi vật hoàn thành hình thể của chúng. Chúng ta xem ra không thể không nghĩ kinh dịch bản về sự thay đổi của vạn vật và trời đất là nguyên nhân của sự thay đổi đó. Bởi thế có thể nói giải thích kinh dịch như là sách bản về sự thay đổi của vạn vật là tự nhiên và tự nhiên đúng cũng có lúc kinh dịch nói về quân tử và tiểu nhân hay nhân đạo. Nhưng đây không phải là chủ đề chính của kinh dịch. Nhất là khi trời biểu tương cho, khí, dương và đất biểu tượng cho, khí, âm. Khi âm và khí dương là hai khí hiện diện âm thầm trong vật vật và điều hành sự thay đổi của vạn vật, vật vật gồm cả con người, thì khuynh hướng giải thích kể trên càng trở nên chế ngự. Đông y gì cũng dùng âm dương để lo cho sức khỏe của con người. Quan niệm truyền thống đương nhiên đúng kể trên có đúng không? Chúng ta có thể tìm thấy ý tưởng của các tác giả hay nội dung của kinh dịch qua thân thế của các tác giả. Phục Hy là một vị vua, Văn Vương và Chu Công cũng là các nhà cấm quyền, Khổng Tử là thánh nhân bàn về tu thân và bình thiên hạ. Các tác giả bàn về cách sống của con người xét về khía cạnh cá nhân cũng như xã hội, nói cách khác bàn về tu thân cũng như cư ngụ xã hội xét như một người dân hay một người cầm quyền. Cách sống này người Đông phương gọi là đạo. Vậy kinh dịch không là sách nói về sự thay đổi hay vận hành của vạn vật, kinh dịch là sách nói về đạo nhưng đạo là đường đi tức sự thay đổi hay vận hành của vạn vật kinh dịch nói về đạo cũng là nói về vạn vật lập luận như trên xem ra vững nếu chỉ có vạn vật là tất cả thực thể và xem ra vạn vật là tất cả thực thể xem ra người ta ít thắc mắc về vấn đề vạn vật là tất cả thực thể kinh dịch vẫn là sách nói về sự thay đổi hay vận hành của vạn vật nhưng nếu có người nhìn thấy đạo và vạn vật không thuộc cùng một thực thể vạn vật không phải là tất cả thực thể đạo là một thực thể khác với vạn vật vật chất có hai thực thể khác nhau vạn vật và đạo kinh dịch là sách nói về đạo xét như một thực thể khác với vạn vật dịch là sự thay đổi hay vận hành của đạo chứ không phải của vạn vật khổng tử và lao tử chịu ảnh hưởng của kinh dịch hai thánh nhân này đều nhìn thấy nét gấp đôi một bên là vật chất và một bên là đạo đây là bước nhảy lớn của tư tưởng con người nhảy từ bờ vật chất sang bờ đạo chúng ta hãy đọc lại văn ngôn chuyện mà khổng tử viết cho quẻ trời chương một một nguyên thủy là đặc tính chính yếu của sự thiện hội thông là sự tụ tập của sự tốt đẹp, lợi là sự hòa hợp của sự nghĩa, chính bền là gốc của sự việc. Hai người quân tử mang đức nhân đủ để đứng đầu người ta, hội đủ đức tốt để hợp lễ, làm lợi mọi vật đủ để hòa hợp với điều nghĩa, giữ đủ chính bền để làm gốc mọi sự. Ba người quân tử thực hành bốn đức đó, cho nên nói, trời, nguyên thủy, hội thông, lợi, chính bền. Đọc văn luôn chuyện của khổng tử viết về quả trời, chúng ta thấy một giải thích đạo hoàn toàn là nhân đạo. Chúng ta nên nhớ rằng khổng tử là một trong bốn tác giả của kinh dịch. Vậy giả thích tự nhiên và tự nhiên đúng mà chúng ta nói ở trên bây giờ xem ra lại không tự nhiên và không tự nhiên đúng. Trời, Nguyên Thủy. Khổng tử nói rằng Nguyên Thủy là đặc tính chính yếu của sự thiện. Vậy trời là sự thiện. Trời trong quẻ trời không nhắm nói bầu trời mà nhắm nói sự thiện. Tại sao trời lại là sự thiện hay sự tốt lành? Sự tốt lành là tốt lành cho cư ngụ của con người. Con người mưu cầu một cư ngụ bình an. Trời chỉ cho con người con đường dẫn tới cư ngụ bình an đó. Câu nói mây bay, mưa tới, mọi vật hoàn thành hình thể của chúng không nhắm nói mây mưa giúp cho vạn vật nảy nở tốt tươi. Đây là một sự kiện mà ai cũng biết, các tác giả kinh dịch không làm ra kinh dịch để nói lên một sự kiện bình thường, trẻ con, như vậy. Câu nói mây bay, mưa tới, mọi vật hoàn thành hình thể của chúng nhắm nói với con người rằng muốn kiến tạo cư ngụ bình an thì hãy làm những gì đóng góp vào sự xây dựng cư ngụ bình an giống như mây mưa giúp cho sự lớn lên của mọi vật nhìn vào trời cũng như vào đất chúng ta biết thế nào là những việc làm kiến tạo bình an và thế nào là những việc làm phá hủy bình an xây một căn nhà để ở là kiến tạo bình an và chế một trái bom để giết người là phá hủy bình an cứ nhìn vào trời cũng như đất là biết thế nào là kiến tạo và thế nào là phá hủy bình an bởi thế kinh dịch bắt đầu với quẻ trời và quẻ đất trời hội thông khổng tử nói rằng hội thông là sự tụ tập của sự tốt đẹp tốt đẹp là tốt đẹp của cư ngụ bình an Nhờ trời như là sự thiện mà cư ngụ bình an được tụ tập hay được căn bài, đó là ý nghĩa của hội thông. Trời, lợi. Khổng Tử nói rằng, lợi là sự hòa hợp của sự nghĩa, nghĩa là sự đục đắn của việc làm. Nhìn vào trời để biết phải làm những việc đúng đắn cho sự kiến tạo cư ngụ bình an, đó là cái lợi của trời. Trời, chính bền. Khổng Tử nói rằng, chính bền là gốc của sự việc. Cứ theo sự chỉ dẫn của trời mà làm thì cư ngụ bình an sẽ được duy trì lâu dài bởi thế người quân tử hay người hòa hợp với đạo theo trời mà cư ngụ cư ngụ không phải là cư ngụ ở chỗ hư không cư ngụ là cư ngụ giữa sự vật và với tha nhân bởi thế người quân tử để sự vật xuất hiện ra trong cách thể chúng kiên tạo cư ngụ bình an để sự vật xuất hiện thành một cây cầu qua cho con người có thể qua sông là đưa sự vật vào việc kiến tạo cư ngụ bình an để sự vật trở thành một trái bom đi giết người là đưa sự vật vào việc phá hủy cư ngụ bình an trong thế giới kỹ thuật ngày nay sự vật kể cả con người Trở nên chữ liệu. Sự vật như là chữ liệu nghiêng về phá hủy hơn là kiến tạo cư ngụ bình an. Bởi thế nếu chúng ta không theo sự chỉ dẫn của trời, chúng ta không kiến tạo một thế giới hiển thánh mà ngược lại một thế giới ác quỷ. Trời và đất là khung cảnh rộng lớn nhất của sự cư ngụ của chúng ta. Chúng ta mưu cầu một cư ngụ bình an. Đạo hiểu như là cách sống của con người. Mọi người đều có một cách sống của nó. Chúng ta thấy rằng một con vật có một cách sống theo loài của nó. Các con sư tử, chẳng hạn có cách sống sư tử cách sống sư tử là cách sống chung cho mọi con sư tử mỗi con sư tử có thể sống hơi khác nhau nhưng chúng vẫn theo một khuôn khổ chung con người thì khác không có một cách sống chung cho mọi con người có nhiều cách sống khác nhau cho các con người người ta gọi đây là tự do của con người vậy tự do là nói về tự do chọn cách sống sống chỉ con người mới có tự do này các con vật không có tự do này vì mỗi người có một cách sống và có nhiều cách sống cho con người bởi thế mới có vấn đề, đâu là cách sống mà mỗi người nên theo? Nhất là vì con người là con vật xã hội, cách sống của người này có thể ảnh hưởng tới cách sống của người khác, bởi thế có vấn đề, đâu là cách sống của một người trong một cộng đồng không làm hại cho cách sống của người khác? Trong xã hội xuất hiện những người thấy rằng cách sống bình thường của một người không tốt cho chính người đó và không tốt cho người khác. Không tốt như thế tại sao người đó lại chọn cách sống đó? Vì người đó sống trong sự không hiểu biết hay mê lầm từ đó nảy sinh dạy bảo hay giáo dục khổng tử là người đi giảng đạo mà không biết mệt mỏi chúa jesus ham mê giảng đạo đến bị treo trên thập giá khi làm sách tác giả muốn nói lên một cái gì các tác giả kinh dịch nói về đạo vậy đạo đó là gì kinh dịch nói đến quân tử và tiểu nhân quân tử là người đặt đạo lo sống với đạo truyền bá đạo nếu là người cầm quyền thì cai trị bằng đạo vua nhân hậu tiểu nhân là kẻ không đặt đạo không sống với đạo phá đạo nếu là người cầm quyền thì không cai trị bằng đạo, bạo chúa. Sống theo đạo thì thế nào và không sống theo đạo thì thế nào? Chúng ta có quẻ 11, Thái Hòa, quẻ 16, An Lạc, quẻ 52, An Tĩnh và quẻ 58, Vui. Đạo mang lại Thái Hòa, An Lạc, An Tĩnh và Vui. Đạo mang lại một cư ngụ bình an. Nếu đạo mang lại Thái Hòa, An Lạc, An Tĩnh, Vui và một cư ngụ bình an, thì vô đạo mang lại chiến tranh, đau khổ, biến động và mộ cư ngụ không bình an con người hàng ngày không phải ai cũng được hưởng một cư ngụ bình an. Có nhiều cảnh huống của cư ngụ, có cảnh nhiều đạo, có cảnh ít đạo, có người biết đến đạo, có người không biết đến đạo, có vua nhân hậu, có bạo chúa. Những cảnh huống đó được mô tả bằng 64 quẻ và 384 hào. Nếu vô đạo hay ít đạo, con người cần trở về với đạo. Nhu cầu một cư ngụ bình an vốn là một ước vọng nằm trong lòng con người. Con người luôn thao thức về đạo hay về một cư ngụ bình an. Đạo luôn nói với con người hay kêu gọi con người. Quay một, trời chỉ đạo. Tại sao trời lại đóng vai trò quan trọng như vậy? Trời, nguyên thủy. Và khổng tử nói, nguyên thủy là đặc tính chính yếu của sự thiện. Trời biểu tượng cho sự thiện. Ông trời hay ngọc hoàng là biểu tượng của sự thiện. Không có ông trời xấu hay ngọc hoàng xấu. Sự thiện cũng được gọi là sự công chính. Dựa vào đâu để biết sự thiện hay công chính? Dựa vào cư ngụ bình an. Cái gì đưa đến bình an là thiện hay công chính? Xây một căn nhà để che mưa đỡ nắng là tốt, thiện, vì nó giúp cho cư ngụ bình an, chế một trái bom giết người là ác vì nó phá hủy cư ngụ bình an. Tại sao ông trời hay Ngọc Hoàng lại biểu tượng cho thiện hay công chính? Con người thấy sự thiện hay công chính thì chịu tượng và nó cần một hình ảnh cho sự thiện hay công chính. Nó chọn ông trời hay Ngọc Hoàng. Ông trời xét như là một ông trời thuần túy có hay không thì không ai biết. Nhưng ông trời xét như hình ảnh của sự thiện hay công chính thì có. Quẻ hai, đất cũng chỉ đạo với điều kiện nó phải thuận theo trời tại sao đất lại phải thuận theo trời? Trên đất có nhiều cái ác và bất công. Vậy muốn trở nên tốt, đất phải theo trời. Con người không bỏ đất được, nó sống trên đất. Vậy đất phải theo trời thì nó mới trở nên tốt và đưa lại cư ngụ bình an được. Các tác giả của kinh dịch nhìn thấy sự thực như thế, đó là chỗ có thể gọi là chân như. Đất và trời phải hòa hợp với nhau. Đó là chỗ trung đạo của Đức Phật hay trung dung của khổng tử. Trong tám mối phúc thật Chúa Giêsu nói đến nước trời và đất làm cơ nghiệp không biết từ thở nào con người đã nhìn thấy một nước trời ở trên đất hay ít ra sự cần có hay mong ước một nước trời ở trên đất. Đất phải từ bỏ những cái ác và bất công của nó. Ác hay bất công là làm hại cư ngụ bình an. Chế một trái bom là ác vì nó làm hại cư ngụ bình an. Đất chỉ nên kiến tạo những gì lợi cho cư ngụ bình an. Quẻ 51, sấm động. Quẻ này không bàn về hiện tượng sấm động ở trên trời. Quẻ này bàn về việc đạo xuất hiện ra như tiếng sấm để nhắc nhở con người sống xa đạo trở về với đạo. Tiếng sấm vang hàng trăm dặm để mang kinh đến trốn xa và sợ đến trốn gần, sấm mang kinh sợ của cư ngụ vô đạo để dân chúng biết mà sửa đổi. Vì thế có câu, như vậy nó có thể ra giữ các tôn miếu và xã tắc, bởi thế làm chủ thể vậy. Xem ra các tác giả kinh dịch tin tưởng rằng nếu dân chúng biết đến sự tốt của đạo, họ sẽ theo đạo. Quẻ 50, vặt. Đạo xuất hiện ra như cái vạc cái vạc dùng để nấu và nấu là nuôi nấng. Thánh nhân nấu để dâng lên thượng đế và nấu nhiều để nuôi thánh hiền. Thượng đế cũng cần có đạo, không có đạo thượng đế không còn là thượng đế nữa. Khi mất đạo, một thiên thần trở thành lũ xài ở. Các thánh hiền cũng cần đạo, không có đạo các thánh hiền không còn là thánh hiền nữa. Quay ba, gian khởi. Bình thường con người sống xa đạo. Khởi đầu của cuộc hành trình về đạo đã là một khó khăn rồi. Nếu thế giới ngày nay là một thế giới ác quỷ, thì cuộc hành trình về đạo của loài người đang gặp bế tắc lớn. Quẻ 4. Trẻ thơ Đối với đạo trẻ thơ là lúc chưa nhận biết đạo. Trẻ thơ thì thơ dại, ngu rốt hay tối tăm. Thời đại kỹ thuật ngày nay là thời đại thơ dại. Quẻ 24. Hồi phục Hồi phục là sự trở lại của đạo. Hồi phục là trở về với đạo hay đạo trở lại. Hồi phục như vậy giả thiết một sa đoạn đi trước, người đã xa đạo hay đạo đã xa người. Cứ dựa trên tiêu chuẩn của đạo hay cư ngụ bình an, chúng ta có thể hiểu các lời của kinh dịch trong kinh dịch toàn thư của chúng tôi chúng tôi đã cắt nghĩa tất cả các lời của kinh dịch như là các lời về đạo hay của đạo của đạo trong ý nghĩa đạo nói ra vậy triết học theo kinh dịch là bàn về đạo như cư ngụ bình an cho con người cá nhân và con người xã hội kinh dịch là một trong các tác phẩm xa xưa nhất của nhân loại chúng ta trở về với kinh dịch để tìm lại cái đạo cao quý mà người xưa đã nhìn thấy nhưng người ngày nay đã đánh mất nó rồi Chắc nhân loại cũng còn ở trên trái đất này lâu dài nữa. Phục hồi lại cái đạo cao quý đó không phải là một công việc đáng làm sao. Đọc kinh dịch như sách nói lên đạo, chúng ta thấy tư tưởng của kinh dịch không khác xa với tư tưởng của Heidegger. Heidegger tìm ra đạo, hữu thể, như là tứ trụ, trời đất khả tử thần linh. Quẻ trời và quẻ đất là bắt đầu của kinh dịch, trời và đất cũng là tượng của đạo. Chúng ta cũng tìm thấy quỷ thần nơi quẻ trời. Kinh dịch bàn về cư ngụ bình an và Heidegger cũng bàn về cư ngụ bình an triết học trở nên môn học về cư ngụ bình an đông và tây gặp nhau xin đăng ký chia sẻ và bấm thích